Việt Nam mang nét đẹp truyền thống, chứa đựng tâm hồn dân tộc, vừa duyên dáng vừa quyến rũ, làm tôn vẻ đẹp cho người phụ nữ Việt Nam. Không chỉ vậy, chi tiết trên vải áo dài còn góp phần tạo nên những tác phẩm nghệ thuật vô cùng độc đáo. Có một người phụ nữ đã hơn 30 năm nay mãi mê kể những câu chuyện bằng vải. Mỗi khi vào tiệm vải thì cô Thục lại như đang say mê trong thế giới màu sắc của riêng mình. Họa sĩ Thanh Thục trở thành khách quen của rất nhiều cửa hàng may áo dài hay chợ vải. Đó là cả một hành trình đầy đam mê, đi tìm những chi tiết, những mảnh ghép để hoàn thiện cho các tác phẩm độc đáo của mình. Cô Thục hôm nay đã tìm được mảnh vải ưng ý chưa cô? Đi từ sáng đến giờ và đến hàng này thì cô đã tìm được một vài mảnh rất là ưng ý. Với một cái họa tiết vải như thế này thì theo Quỳnh thì cô sẽ làm gì nhỉ? Cô thấy nó rất là rực rỡ, lấp lánh. Giống như là một cái dải ngân hà cô, đúng không cô? Đúng rồi. Lấp lánh này. Đúng rồi, cái này là cô đang có ý tưởng làm về một cái bầu trời đêm. Bầu trời ban đêm. Tất nhiên rằng là ở đây thì sẽ cần rất nhiều những cái mảnh vải khác và những cái họa tiết khác, nhưng mà đây cũng là một cái gợi ý rất tốt cho cô. Dù khá bận rộn nhưng họa sĩ Thanh Thục luôn thu xếp thời gian để thực hiện những chuyến đi. Đi để tìm vải và đi để cảm nhận nhiều hơn cuộc sống. Khi mà đến các vùng quê của nước mình, đi từ miền núi đến đồng bằng trung du rồi đến các miền biển thì mình mới thấy rằng là đất nước mình quả thật là mỗi một nơi đều có một vẻ đẹp rất riêng và mỗi một nơi mang cho mình một cái cảm xúc rất riêng. Và mình muốn truyền tải, muốn chia sẻ với khán giả rằng ở nước ta, ở mỗi một nơi, mỗi vùng đều có một cái vẻ đẹp thật là kỳ lạ. Sau những năm tháng miệt mài đi tìm những mảng màu của ước mơ, họa sĩ Thanh Thục đã cho ra đời hàng trăm bức tranh cắt vải, khiến những người lần đầu được chiêm ngưỡng sẽ cảm thấy ngỡ ngàng. Quá là kỳ diệu. Đây là sự kỳ diệu của những mảng màu hết sức tự nhiên, sự kỳ diệu của hàng ngang những miếng vải nhỏ mà cô có thể gắn kết với nhau để tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh như thế này. Và tôi không thể tin được đây là tranh ghép bằng vải cho đến khi được tận mắt nhìn thấy những cái mối ghép như thế này. Tất cả những cái bức tranh này đều được cô cắt dán bằng cắt sắc vải. Chỉ một cái vạt nắng của cái ngõ quê mà ngày xưa cô còn nhỏ thôi. Thì với cái họa tiết này thì cô đã phải dừng bức tranh này rất lâu, thậm chí đến gần nửa năm để tìm cho bằng được cái loang nắng ở cái ngõ quê. Cô kể như vậy là con đã thấy được sự tỉ mỉ của cô trong cái việc hoàn thiện một bức tranh như thế nào. Và hiểu rất là tại sao từ nãy đến giờ cô cháu mình cứ phải đi chọn vải nhiều như thế. Tranh cắt vải không thể vẽ phác thảo. Từ ý tưởng ban đầu cho đến khi hoàn thiện một tác phẩm đem đi đóng khung là cả một chặng đường gian nan mà đầy mê say của họa sĩ Thanh Thục, với nhiều lần đi tìm mảng màu với hàng ngàn nhát cắt ướm thử. Chọn cho mình một lối đi riêng trong mỹ thuật như vậy ạ? Ở trong mỹ thuật thì mỗi người đều chọn cho mình một lối đi riêng. Và cô nghĩ rằng là với cái ước mơ của cô là muốn lưu lại những cái cảnh đẹp của Việt Nam, những cái vùng đất mà cô đã đi qua và cả những ký ức tuổi thơ nữa, thì những cái ngôn ngữ của những cái sắc vải này với cô thì nó có thể lưu lại cho cô những cái kỷ niệm đẹp sau những chuyến đi. Tranh cắt vải đầu tiên năm 20 tuổi, họa sĩ Thanh Thục vẫn theo đuổi đam mê của mình trong suốt hơn 30 năm qua và mang đến nhiều món quà cho những người yêu mỹ thuật, một cách kể chuyện về ký ức, về những chuyến đi, về những cảnh đẹp của Việt Nam đầy độc đáo.